Vợ Sơn xin chào cả nhà ha. Được rồi, thì bà con có gửi tiền Tết cho ông Hai á, rồi có chị gửi lập xưởng nên là bây giờ mình đi thêm chuyến nữa. Tại vì mình đi rất là nhiều nơi nên tranh thủ mình đi ghé cái rồi ra ha. Chó. Mẹ sao chó đi chó. Sao chó dữ quá vậy? Đi. Đi. Chó. Ông Hai lên tiếng. Ông Hai ơi, lên tiếng cho con chó giùm con ông ơi. Ông Hai đang nấu ăn. Chó. Sẽ vô tới đây cắn. Không phải cho chủ nhà báo được. Đi. Để ông Hai đuổi nó. Dạ. Luôn trong tư thế sẵn sàng. Mới còn Tết nhất kìa, đi chích ngừa nữa. Ông Hai la giùm nó ông Hai. Chó. Lên tiếng mấy chị em. Đó, còn chủ nhà lên tiếng mấy chị em. Chó này cũng khôn, dữ dữ. Ông Hai đang làm gì á? Dạ, ăn đồ ăn cơm. Dạ. Đây có đồ ăn cơm cho ông. Có đồ ăn cơm nè. Dạ, một ký lạp xưởng bà con gửi cho ông Hai ăn Tết. Ký lạp xưởng bà con gửi cho ông Hai. Nhà mình có tủ lạnh phải không? Có tủ lạnh. Nếu ông Hai muốn ăn thì để ngăn mát dễ ăn, còn dạ, để dành thì để ngăn đông. Cái này nè ông Hai bỏ vô ngăn đông đá đó, rồi khi nào mình ăn cái mình rã đông ra từng miếng từng miếng. Dạ. Bà con gửi cho. Dạ, ông Hai bỏ tủ lạnh nha. Ông Hai đang làm gì sao á? Đang dạ. À, ok ông Hai bữa nay cơm gì ha. Rồi cái giỏng để giữa đi vướng té à. Chật quá mà. Cái tủ lạnh ông Hai có đang xài không? Bỏ vô tủ lạnh luôn đi. Hôm nay có tủ lạnh đẹp quá ha. Ừ, nay con Hai về mua tủ lạnh ha. Hồi hổm tủ lạnh nhiều xíu chắc hư rồi. Dạ. ông Hai có người con đi làm ăn xa và ở mình. Nhưng mà ngày nay cả năm mới về một lần. Vậy là nay có thêm ở trong tủ cũng đầy nhóc à. Có bia luôn. Đã vậy ta. Để ngăn đông đó, ông Hai ơi, để dành. Để ngăn đông á, để bên trên đó ông Hai. Ông Hai để bên trên ngăn đông này nè. Xưa chút dẹp nha, chứ để trên ngăn đông á ăn mới được lâu. Để dành á, để ngăn đông. Dạ, bảo quản mới được lâu. Rồi. Tủ còn trống trơn rồi. Ông Hai đang nấu cái gì á? Sắp ba cái thịt ra đằng xào vậy. Tự nấu rồi hả? Thôi, để con ghé thăm ông Hai, tự kia con đi nha. Bây giờ con với mẹ còn đi một chuyện là hai ông Hai nấu cơm nha. Dạ, rồi. Rồi ông Hai khỏe ha, con về. Mẹ tranh thủ bên này cũng chạy rất là nhiều chỗ luôn. Chó. Chó. Chó này dữ quá. Xạo quá. Đi. Đi. Nó tắp một cái là có sao á. Dữ quá thiệt. Dữ quá. Quay lại trại mộc ha. Cái này là trại của ông ngoại có hai bé. Nhà của bé thì trong rẫy mà không có cửa nẻo gì ha. Thôi xài cốc quá trời trái luôn mà. Dạ. Ba bé tên gì của anh mà? Chó. Anh chó. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh chó ơi. Anh đang cưa gỗ. Dạ anh có hai bé nhà không anh? Dạ. Ở đây em ghé tặng quà Tết cho hai bé. Chào con. Bữa nay học sao? Dạ cũng được. Học giỏi không? Nay lớp mấy rồi? Dạ, lớp 11 ha. Vậy cố gắng năm sau lớp 12 là được, được rồi. Cấp 3 rồi ha. Dạ khỏi cái ghế. Em con đâu? Nay lớn dữ vậy hả? Trời ơi, nãy giờ tưởng thợ luôn mà. Sao đẹp trai dữ vậy ta? Ơi, em mà nhìn cao hơn chị, lớn hơn chị luôn. Anh là chị. Vậy hả? Dạ, chào bác. Chào cậu. Cậu hả? Dạ. Chắc không biết mẹ. Ba biết không? Con của cô ba. Mẹ nhìn coi. Cô ba xíu quá. Dạ. Nhìn mẹ. Tại mùa Covid nên là đi đâu cũng phải đeo khẩu trang cho chắc. Mà anh này ngập người quen là gỡ ra luôn. Lâu quá. Dạ, nha cậu. Dạ. Em thứ năm nè. Em nay học lớp mấy? Em con á.
Trời ơi, nay nào không chín mà nó thấy ba nó làm nó nghỉ rồi. Trời ơi, nghỉ học hả? Tội nghiệp quá vậy. Thấy ba nó bằng chân cho chị đâu mà. Đẹp trai quá ha. Vậy hả? Ngôi nghiệp quá ha. Anh nay khỏe không? Đừng bệnh bệnh thì đừng có hút thuốc. Ông tao xin hai cái chân nhỏ. Đừng có hút thuốc không có tốt cho sức khỏe. Em bé nhỏ xíu đâu rồi. Dạ nó mới đây chạy ra. Vậy hả? Thì bữa rồi hả đi về ngang đây mà ghé mà thấy đóng cửa không biết nhà đi đâu. Trần trong nhà trong rổng có ai ở không? Nhà ngoài rẫy á. Đóng cửa. Ủa mà có cửa rồi đóng. Thấy nhà có cửa mà nó đóng cửa. Còn đây là trại của ông ngoại ha. Mình trại gì mà nhà không có cửa. Ông thấy không có chạy ra tới hỏi rồi. Ông bỏ vô cho làm gì. Họ một luôn vô ăn trầu luôn. Thầy rèn không vô ăn trầu. Thầy rèn không vô ăn trầu. Bởi vậy thấy nhà không có cửa nên nó đóng cửa bỏ ngoài. Vậy em trai nay mới học lớp 9 rồi, nghỉ học phụ ba rồi. Nãy giờ tưởng thợ thôi, vô tưởng thợ của anh. Thấy bà nó nhức mỏi hoài. Tội nghiệp quá ha. Năm nữa nó nói thôi già ba vậy rồi con học không có nổi. Vậy cố gắng học cái nghề gỗ cho giỏi nha. Làm cẩn thận nha. Cẩn thận nha con, tay chân cẩn thận. Dạ phụ ba. Còn giờ còn chị gái học giỏi rồi cần cố gắng học nha. Dạ. 1,5 triệu mà. Thôi quà Tết cho hai chị em và con ở xa gửi cho hai chị em 1,5 triệu luôn ha. Để sắm đồ Tết với để đi học. Còn bé nhỏ này bao nhiêu tuổi mấy tháng? 3 tuổi. Chắc đi về. Hai rồi cho em nghỉ đi, nghỉ ngơi đi. Trời nó đẹp trai quá chừng nữa hả? Mắt mũi nó miệng nó đẹp, sức đẹp hơn chị. Thôi ghé thăm gia đình chú còn đi nữa. Dạ. Trời em đi anh chị. Chú đi nha. Cậu đi. Nhìn ra rồi không? Lão quá lâu lắm rồi. Dạ. Lão quá. Già quá hả? Bà Sơn cảm ơn bà con đã gửi giúp quà đến cho bà con khó khăn ha. Bé Châu ha. Bé Châu với em. Mà em nay nghỉ học rồi nên là hy vọng là bé sẽ có một cái nghề tốt, nghề giỏi giống như ba ha. Rồi còn bé Châu cứ ráng học nha. Mình đi mà. Em đi chị. Em đi anh. Quá trời xài trái quá chừng ha. Cái xài này ngon không? Có sơ. Dạ chua sơ vậy lắm. Cái này là xài cốc phải không? Thấy nó đẹp quá. Nó trái không có ngon. Nhưng mà chín ăn mới được. Cái này chín thì nó mới ăn được chứ còn không chua dữ lắm. Trái chùm chùm thế ha. Xài nhỏ xíu. Trái quá trời. Rồi, mình tiếp tục lên đường nha. Sớm là sau hôm bữa trước mình đi ngã kia, nay mình đi ngã này mình không. Ngã kia và dưới kia. Dạ. Mai Tết thấy khô khan hả mẹ ha. Đồng. Ai đồng khô là mấy đứa nhỏ đó đi thả diều được rồi. Mùa này thả diều tới qua Tết. Mà cái vùng này nước nó mặn á mà đi cái chân nó dính muối luôn mà. Đúng rồi. Này nè, em đánh rẫy. Còn xuống mình đánh đồng nên là đất ngon. Dạ. Nay bà con chuẩn bị ăn Tết chưa mà sao thấy không thấy trồng bông trồng vai gì hết ha. Hay là tại xứ này nước mặn trồng được nè. Trồng bông không có tốt. Xưa cũng có trồng ít cây để Tết cúng mà giờ phải trồng. Đây có đẹp. Đây có cái con kênh thoát nước mà có cái sườn đẹp thì sợ luôn. Nơi đâu? Cái sau kia là nó bầu dưới một chút. Cách cũng khoảng hơn 100 mét. Nhưng mà giờ có đường đá thì ngon quá nè mẹ. Chứ hồi trước mà đi đường đất chắc là khổ lắm ta. Đi xa xôi thăm thẳm. Còn khi trời mưa đi. Dạ. Mà như mà buổi tối mà có chuyện có công có chuyện rồi sao đi mà vừa xin đất rồi không có thấy đường. Sự nghe anh để đây cây chung ma dữ lắm nè. Dạ đưa về. Dạ. Nó phía trước mẹo phải không nè? Đúng rồi. Hồi xưa đây là giống que à, có mấy ngôi nhà thôi mẹ còn nhớ. Giờ vô xóm mấy vô xóm nó còn hàng rào bông bọc ha. Chứ mày chứ tổ mình đường kia không tốt. Chứ cố hả? Dạ. Đây có hàng rào như không nhỉ? Chủ yếu là cái làng ranh á, cọng ranh để phân biệt. Này, phải.
thấy rồi. Hồi xưa là làm mấy cái hàng rào dưới để phân biệt đất thôi, chứ đâu có cái con gà nó qua lại đi chơi. Hồi xưa khúc này không có nhà nào hết. Bây giờ là đổ đường đá cũng bự rồi mẹ. Đúng ở trong kia mới có nhà. Ruộng này cỏ quá trời sao mà làm nổi mẹ? Mai mốt cày. Cày nên nó chết. Ở nhà ai còn có bức tường không? Ta dời ra lộ. Ở đây buồn rồi. Ở đây còn cái cây chỗ cấp điện. Cái lùm nó mát cái ngồi nghỉ. Cái lùm này nè là của bà Sáu bán giải. Cái lùm này nè giờ của ông Chín gì mà chạy xe ba gác. Đất lên đó thì lại lên đó mà. Giờ về nó lộ rồi. Càng vô sâu cái đường đá càng nhỏ. Tại vô sâu nhà ít á. Ai kho thịt kho tàu thơm quá mẹ. Nay bà con cái đầu kho thịt kho tàu thơm. Ơi đây trồng bông tết đẹp quá. Đẹp quá. Nó giờ bông chảy rồi. À sớm này mai dữ lắm luôn nè. Chuẩn bị Tết hả? À, chùi cho nhỏ con gái nè. Dạ. Trời ơi, lâu ngày cái mấy con ông dò dẻ nó đóng lên ha. Dạ, chào gì? Bác dạ. Ơi. Có bác Khang nhà không bác? Ở bên kia tắt nhạc rồi phải không? Dạ. Rồi, tắt giùm đi. À, bác đang cạy cái này ra để đánh bóng lại. Chuẩn bị Tết. Bác Huy. Nhớ lợn tên bác Khang. Ở đây đốt đồng mà sao cỏ quá trời luôn. Mấy cái đó nó còn tươi nó không cháy. Nhưng mà đốt kiểu này nguy hiểm lắm mẹ. Đốt nhà lá sát bên nè. Đốt kìa dễ cháy nhà. Dạ. Ngoài đồng mà nó cháy lan nguy hiểm lắm. Vô đây nha. Dạ. Còn mấy đây con, bà con xa gửi cho mấy em học sinh khó khăn á. Rồi con nhận đi để đi làm quà Tết nha. Bác Khang. Ở bác Huy. Bác Huy phải không? À, chú nhớ lộn tên Khang Hoàng. À, bé Huy thì đại phán quan xã ha, là học sinh nghèo hiếu học mồ côi nữa, giờ ở chung nhà với bà ngoại. Dạ. Ở với ngoại thấy nhà đẹp quá, nên là cũng ít có được quà của bà con tặng cho hộ nhà nghèo ha. Thôi kệ đi. Mình, dạ. Bà ngoại ở với ai? Con người con thứ mấy? Ở còn hai thằng trai chưa vợ đó. Dạ. Thằng kia 29 tuổi rồi, nó có vợ, nó không chịu. Thấy vô nhà, nhà chưa có tiền hay gì. Tôi cắt cái nhà giờ tiền đâu có. Mần nó hụi, nói em chồng tôi nói tôi cũng số. Tôi nói trời ơi, tôi thốt, tôi đi hỏi mần. Nói người ta cát, tôi thiếu người. Cát người ta 1 triệu, 1 triệu đó, cho đó, tôi mới làm nổi.
Ở ngoài cũng còn trẻ quá ha. Còn trẻ mà. Dạ. Mẹ mà. 50 mấy mà. Ờ vậy hả? Ờ. Trẻ quá ha. Dạ. Biết chị không? Biết. Dạ anh phải bên chỗ không? Nó ngọt á. Ừ. Dạ. Cảm được nghe nói là cắt trước mà sao nữa? Cắt trước. Mà sửa lại đó hả? Sửa lại cái nhà kia. Thành ra giờ tường này nó cũ. À bức tường này cũ nè. Sơn vô nó không ăn. Sơn không ăn. Nhà tình thương mà giờ sơn nó đẹp quá ha. Tình thương đó rồi. Dạ đẹp. Không có sơn nổi nữa, để mấy năm em sơn vô đó. Ở nhà đi học rồi có phụ ngoại gì không? Có. Dọn dẹp nhà cửa hả? Ủa còn ba bé đâu gì ha? Không, ba không nhớ. Đó cũng như thằng Miên, mẹ nó đi mặn hồi 16 tuổi ha, rồi bắt cóc chị dưới. Rồi bắt đầu cái tôi ổng đi tìm dưới mới gặp. Yeah. Cha nó với Kiên Giang á, mà rồi bắt đầu tôi không, cái Miên cũng không dám bắt về nữa. Rồi để nó ở có thằng này nè, rồi có sau hai chồng quýnh độn với con nhỏ nó mới về. Thằng kia nó cũng đi mặn. Yeah, rồi bây giờ chị mất rồi. Đi tùm lum cái rồi nó hành tổ hoài. Giờ chị mất rồi, giờ bé Huy là ở với bà ngoại. Dạ. Cái này là bả nó dẫn lên, tôi nói giờ tôi nói nó không ở ở thôi chứ tôi nói nó cũng không nghe. Hôm nay thì Hoàng Sơn nhận được ít quà của bà con ở xa gửi cho bà con nghèo ở xứ Cù Lao ha. Giống như là bà con lớn tuổi neo đơn, mấy bé học sinh nghèo hiếu học hoặc là bị mồ côi. Hoàng Sơn cảm ơn bà con rất là nhiều đã đồng hành cùng năm Việt trong chương trình Thiện Nguyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Chúc bà con mình năm mới nhiều sức khỏe nha, an khang thịnh vượng.